bây giờ nãy giờ nó sôi quá rồi, cây nó giống như là nhâm thạch luôn rồi, nó sôi nước nó bắn lên đó chú. À, Bùi Hồ có hẹn với cô á là khi nào mà cô nấu thì cho hay. Nhưng mà cô lúc mà cô nấu á thì Bùi Hồ chạy vô nó bị trễ. Chú ơi, chú có thể giải thích cho con biết ở tại sao bên đó có một nồi nữa? Bị con thốt nọt luôn. Dạ. Rồi tại sao bên đó một nồi, bên đây nồi, mình nấu lần hai nồi. Hai nồi. Cái thời gian nó lâu không chú? Thời gian gần 2 tiếng nữa mới khô. 2 tiếng nữa mới khô. Dạ, miễn nó lên bọt là mình hớt bọt để đây. Hớt bọt, bỏ. Dạ. Đang hớt bỏ. Tại vì Bùi Hồ giao tiếp với chú thôi. Tại vì cô thì nói tiếng Kinh không gành. Dạ. Dạ. Mình chụm củi ở dưới này. Chụm cùi. Dạ. Cùi cũng được, cái gì cũng được. Dạ, rồi khi mà có thành đường rồi, khi đóng cục rồi sao chú? Đường cục á. Keo, không làm không được. Vì có hai người làm không được đường cục. Dạ, phải nhiều người mới làm được. Mình đổ keo không? Dạ. Đây là cái keo mà thành phẩm nè. Cô thì đi lấy củi để chụm vô. Dạ. Ở đây mình vẫn nấu cơm bằng củi nha chú. Dạ. Có điện không chú? Ở chỗ mình có điện không? Không. Ở đây không có điện. Rồi mình sử dụng là bình. Nước ở đây mình là nước sinh hoạt sao chú? Hả? Nước ở đâu mình lấy nước ở đâu? Nước sai hả? Dạ. Giếng, đào giếng. Dạ. Bao nhiêu lâu thì thời gian bao lâu thì cái này nó mới sệt lại giống như cái này chú? Mình gần 2 tiếng nữa. Dạ, cái này là gần thành đường chưa? Đó lên rồi đó. Lên đường nữa ha chú. Hả? Khi nào nó mới vàng lại? Chưa, khi nào khô hết. Dạ. Thì ở đây là hai vợ chồng của chú Út. Yeah. Dạ, còn bên đây là con của chú Út với lại một người con trai thôi chú. Dạ. Bé đây là cháu hả? Cháu. Dạ, cháu con của chị. Con của thằng thứ hai. Chú có mấy người con quên mất tiêu rồi. Năm đứa. Dạ. Con này là chị này là con dâu hay là con gái? Con rể. Dạ. Dạ. Con dâu thằng ấy. Thằng chồng á, con dâu. Dạ, này là con ghế. Dạ. Đây là khung cảnh nhà cô Trúc nè. Nhà cô Trúc thì nằm ở trên một cái bậc thềm như thế này. Con tên gì? Đen. Con tên gì? Đen hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu? 12. Con 12 tuổi. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Lớp 5. Con học lớp 5. Dạ. Rồi mấy ngày hôm nay con có đi học không? Không. Sao vậy? Tại vì cô Gô nè. Dạ. Con nói tiếng Kinh gành luôn hả? Dạ. Con nói cho chú nghe một cái tiếng của bên con ơi, của dân tộc mình coi. Khmer đó, dân Khmer đó. Viên man chứ. Cái tên của con tiếng của mình là gì? Khmer đó, dân ơi. Hả? Su ơi. Đen. Dani. Con ăn cơm chưa? Nói tiếng Kinh. Nào. Nào. Nâu là chưa ăn hả chú? Dạ. Dạ. Ủa sao chú lại múc ở bên đây đào đổ ở bên đây? Đào chút khô. Mau khô chút. Để nấu nồi đó nó lâu khô lắm. Để đây nó gần khô nè, mình đổ ra trang cái thì không nó khô cái một luôn à. À có nghĩa là hai cái nó gần bằng nhau. Nó trên nấu cái nồi này thì để lâu. Chút xíu cái đó đổ đây hết luôn à. Dạ. Khô hết luôn à. Dạ. Chút nồi gì đó. À, mình thành lại một nồi thôi. Ừ. Còn rồi, khi mình đổ nước vô lại nước lạnh vô bỏ đừng cho nó hư nồi vậy đó. Dạ. Cái nồi này vẫn là thốt nốt nguyên chất hết luôn. Ừ, nguyên chất không à. Tại mình lấy hai nồi cho nó mau sôi á, nó sôi đều quá.
À, dạ, nghe cái mùi thơm quá à. Rất thơm luôn. Uống không, kêu chú lấy ca uống đi. Sáng có uống với chú rồi. Dạ. Anh mới đi hái về nè. Anh Soi anh mới đi hái về. Cái trái này còn còn ấy quá ha chú ha. Còn nhỏ ha. Có nhỏ nữa. Mà ba ấy đó. Ba muối á, một ba chai. Ba muối đó, một chai đó. Dạ. Đó không ấy đâu. Cái này mình hái về mà cái mình đưa cho người ta nguyên cái chùm như thế này. Nguyên chùm luôn. Nguyên chùm chất chai ra. Chai. Dạ. Đây là chị Soi, vợ của luôn. Dạ. Mình luôn. Ơi, chặt cho một hai trái thôi. Chặt đi, chặt ăn đi, có gì đâu, bình thường thôi. Đây, để cao chặt cho mọi người xem. Ở đây buổi trưa rồi. Cái trái này lâu không, nó mới lớn vậy chị? Gần tháng. Gần tháng chứ. Dạ, vậy là mình ăn được rồi. Ừ. Mình khoe áo á. Mỗi một cái trái thốt nốt như vậy là nó gồm có ba muối như thế này. Cái này là một muối nè. Dạ. Cảm ơn chị. Còn bên đó một muối nữa kìa. Nè chú. Chú lễ kìa hả? Này mình cầm gì mình ăn được rồi? Chưa, ấy cái này ra mình lấy cái sơn ngoài ở ngoài cái trắng ngoài ra bỏ. Ừ. Còn nước nó chảy luôn. Ừ. Cái trái thốt nốt thì nó không có nước nha cô bánh gì. Dạ, anh gót anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. 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 Trong khi chú ở đằng kia gọt cái trái thốt nốt thì cô ở đây thím Út ở đây canh cái nồi thốt nốt này cho nó khi nào nó khô thì nước ở bên đây sẽ vớt qua bên đây. Nấu thì thím nói sớm giờ thì khoảng còn hơn tiếng nữa thì nó sẽ xong. Cô vẫn lo chùm củi nè, không để thâu lửa nó tắt thì không có được. Ở nhà của chú thì đơn giản lắm. Ở trong nhà thì chỉ có như thế này thôi. Như bà, ở đây là bà thì 101 tuổi rồi. 101 rồi. Dạ. Còn đây là xoài xoài gừng. Xoài gừng mình xài đủ. Dạ, xoài gừng nó tròn, nó không giống như xoài của mình của trên con. Bên kia người ta xịt thuốc. Dạ, con này là mình không xịt hả chú? Dạ, này chai ên. Ở đây về chú bán người ta bao nhiêu một ký? Này ký ở đâu bán? Không bán, để ăn thôi. Để dành ăn cho con chào ăn. Ồ. Trái xoài này ngon, chắc ngon lắm à. À. Chín tự nhiên hả chú? Tự nhiên luôn. Dạ. Khoa vũ. Bây giờ nãy giờ nó sôi quá rồi, cây nó giống như là nhâm thạch luôn rồi. Nó sôi nước nó bắn lên hả chú? Ừ. Cái này là bao nhiêu lít nước được này, một thao như vậy? Một thao này là gần 60 lít. Dạ. 60 lít nước thốt nốt là được một thao thì nó khoảng bao nhiêu ký đường? Gần 8 ký. 8 ký đường. 8 ký đường thì bây giờ mỗi ký là chú bán chỉ có 35.000 thôi. 35. À, một chú nấu một ngày như thế nó chỉ được 200 mấy nghìn. Mình nấu gì mình hai thao đó mà một ngày là đạt được 500 ngàn. Hai thao này với thao này là được 500 ngàn. Dạ. Khi chú nghĩ là khi mình bán nước với lại bán đường cái nào nó lợi hơn? Mình bán nước đó, khỏe một chút mà không có lợi đâu. Dạ. Bán nước đó khỏe nâu, khỏe củi, khỏe gì. Mà nâu gì cứt đốt cùi, kim cùi đó đốt. Bán nước đó mình khỏe. Bán nước khỏe nhưng mà không có lời. Ừ. Dạ. Cũng giống nhau à. Dạ. Lít có 6 ngàn. Lít nước có 6 ngàn thôi. Ừ. Một bông của cây thốt nốt thì chú lấy được bao nhiêu lít nước? Một bông hả? Một dạ. Bông 5 lít. Một bông chú lấy được 5 lít là được 30 ngàn. Ừ.
Là ngày nào cũng vậy hay sao chú? Cũng vậy. Nó ra có lượng nước, nó có ra thời điểm nó khác nhau không? Khác, bông nào ấy gần 3 lít nè. Bông nào ấy thì mình làm ấy thì mình đứt 5 lít. Dạ. Rồi. Bây giờ nó đã lên đường rồi, nó đã sền sệt luôn. Đắt rồi. Nghe một cái mùi đường rất là thơm. Nó là chuyển sang màu vàng luôn hả chú? Nhắc xuống hả chú hả? Ừ. Sau một thời gian chậm lúc chiều giờ sớm giờ khoảng bao nhiêu tiếng hả chú ha? Nóng lắm á. Sau khi nấu xong thì cô với chú đem để đây. Khuấy lên đường. Ở đây là con của chú không hả chú? Gia đình không đó hả? Dạ. Con với cháu vui quá ha. Hình nào phân? Tại sao mình lại khuấy chú, mình không khuấy có sao không? Không quậy là không cứng. Không quậy nó không cứng. Bị lèn cát. Dạ. Bị đâu quậy không lèn cát. Dạ. Tại vì cho một gùi chút nó mình đổ trong cao đó mà lèn đường cát á. Dạ. Này không quay khói. Dạ. Mà làm đường này khó lắm rồi. Một người là muôn trắng, một người là muôn đen. Không biết người nào ăn người nào. Một người thì muôn trắng, người muôn đen. Nhưng mà theo của chú thì đường trắng hay đường đen nó sẽ ngon hơn. Cũng một thứ rồi. Ngọt ngày gì mà người ta quay gương muôn đen đó mình để gọi banh gọi gì đó. Dạ. Một người ta ăn nó muôn trắng. Một người muôn trắng, người muôn đen. Không biết vừa lòng ai nữa. Hơi khó lắm. Nhưng mà cái cách nấu thủ công như chú vậy thì nó thơm ngon rồi. Tại vì nó chỉ toàn là thốt nốt, nước của thốt nốt thôi. Dạ. Bây giờ thì đang đợi cho công đoạn chú quậy cho đường lên. Tại sao lúc nãy chú quậy ở trên cái giềng ở trên rồi bây giờ là chú lại quậy ở dưới? Quậy dưới này quậy cho ấy nóng nữa. Dạ. Quậy cho mũi. Mình quậy ở trên nó quậy cho chăng. Dạ. Đúng không? Đó. Bây giờ con đã thấy nó lên đường hả chú? Ừ. Nó lên cát của đường phải không chú? Ừ. Nhìn màu sành sạch, màu đẹp quá. Muốn chăn là quên gì nè. Này muốn chăn. Chứ đó là mình làm gì cho nó trắng hả chú? Ừ. Còn quậy á. Dạ. Mình làm chút nó cũng chăng đó. Vậy thì chú muốn cho nó trắng thì trắng, muốn cho nó đen thì đen. Ừ. Đó, chú muốn cho nó màu nào thì cũng được. Ừ. Màu trắng thì chú sẽ quậy ở trên. Ừ. Còn màu đen thì chú quậy ở xuống cái phần nước ở dưới. Ừ. Chú làm cái nghề nấu thốt nốt này được, nấu đường thốt nốt này được bao nhiêu năm rồi? Ôi, lâu quá rồi. Lúc 23 tuổi. 12 tuổi, 13 tuổi là chú đã làm đường rồi. Nghiêm túc luôn. Dạ. Năm nào cũng làm. Đường này là ngày nào cũng nấu hay là lâu lâu 2-3 ngày mới nấu một lần chú? Không, ngày nào cũng nấu hoài vậy đó. Dạ. Ngày nấu ngày á. Ngày nấu ngày. Cái đường mình thì muốn màu trắng thì ra màu trắng. Yeah. Muốn màu đỏ ra đỏ. Nhưng mà màu nào nó dễ bán hơn chú? Mình màu trắng chút mình dễ bán hơn. Dạ. Mình mau đỏ này người dân tộc đó mua gọi bánh.
Có người thì ta nói đường trắng người ta sợ thuốc hả chú hả? Ừ, người ta sợ thuốc. Nhưng mà thật ra thì đâu có đâu hả chú hả? Không có đâu. Là ăn thua là cái cách mình quậy ở trên này thôi. Ăn thua quay á, hơi lâu một chút. Dạ. Nè, quậy muốn chân chân tươi luôn đó. Dạ. Vậy đó. Cái công của mình nó cực hơn. Nó cực hơn. Nhưng mà cái giá đường của mình, đường trắng so với đường đỏ thì nó giống nhau á. Giống như nhau hả chú? Dạ. Mà tái đó người là thích ăn người chăn người gì đó. Dạ. Nè muốn chăn chăn luôn luôn. Thôi chú làm sao cho nó dễ ra được rồi. Muốn trắng. Dạ theo ý của chú. Nãy giờ quậy cũng có khoảng 20 phút hay chú. Bây giờ bắt đầu mình vô keo. Vô keo hả chú? Vô keo. Đổi vô hũ á. Tại vì nó đã lên đường rồi. Chuẩn bị một cái thao bên đây để cái keo xuống đây hả chú? Ngâm nước. Dạ. Nóng quá chảy keo quá. Dạ. Ở đây có chú Út với thím Út, hai người làm lùi hội. Không có ngủ nghỉ trưa hả chú Út? Không. Làm hoài sốt ngày luôn vậy. Từ ngày làm đường tới giờ luôn hay sao? Ừ. Thím Út ở đằng kia thì đang chuẩn bị lấy mấy cái keo. Cái keo đó là người ta đưa cho mình sẵn hả chú Út? Mua. Mình mua ha. Nguồn quan trọng tức là tích mơ. Mua phật cao hả? Con gà thấy nóng dữ. Nóng. Dạ ở dưới này vẫn còn nóng. Máy của anh ai chặt lắm. Phật cao mà mua mới ổn tích luôn máy. Đường này sau khi mình vô keo thì mình để sử dụng hoài luôn hả chú? Dạ. Cái này mình có cần cân lại không hay là chú Út đã ước lượng được rồi? Thôi, hơn tẩy, hơn một ký đó. Dạ, khỏi cần cân. Tại vì làm lâu năm nên chú Út đã biết. Hai hạt chú Út với thím Út cùng làm luôn. Để làm ra được một keo đường thì cái công sức phải nói là cực khổ. Hôm nay thì mình làm được bao nhiêu keo chú? Gần 20 keo. Dạ. Cái đường khi mà nó nóng nó nở ra như thế này, khi mà nguội lại nó có giật xuống không chú? Không. Hay là nó cứng ngắc luôn. Như thế là những cái hũ đường đầu tiên nó đã được xuất xưởng. Cái này gọi là sức công làm lời hả chú? Ôi, hôm nay con đến đây thì con trải nghiệm quay cái phim thước phim này cho của ông Út với chú Út với lại thím Út cho mọi người xem về cái cách nấu đường thốt nốt là như thế nào. Con chúc chú Út với lại thím Út mạnh khỏe nha. Dạ chúc sức khỏe rồi cho ra những cái keo đường thốt nốt này càng ngày càng nhiều, mai mốt sản xuất với lại cái quy mô lớn hơn.